Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 100 triệu đồng token Poison ký hiệu là PSL. Một số thông tin về đồng token này: số tổng công phát hành là 1 triệu tỷ, đã có 168 tài khoản holder và đã phát sinh 442 lượt giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamadrop.net. Ngay truy cập website thì mình đều phải chứng minh vào video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1 sau chắc chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây hoặc quay sang ví MetaMask hoặc ví trước wallet của các bạn nhé. Bạn thêm được chỉ token nào vào ví cho mình. Ký hiệu là PSL chốt. Phần 18 nha. Cái tiếp theo, tiếp theo các cần. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ các cần màu ví, các bạn quay trở lại với website clamadrop.net từ đấy. Truy cập vào bước 2 để nhận các cần. Rồi. Ở đây các bạn có thể bỏ server một số vốn nhỏ để mua. Tin tốt nhất là 0.01 BTC, bạn nhận sẽ nhận được 500 triệu đồng token PSL. Các bạn Clam bạn nhấp vào phần này nhé. Rồi bạn nhấp vào đây, yêu cầu là drop. Rồi yêu cầu close VB, các bạn nhấp tiếp theo và close VB. Rồi ký ra là 0.000605 BTC. Bạn nhất xác nhận cho mình nha. Rồi, giao dịch tiền trang được xử lý. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamadrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất. Đừng để bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội tham gia miễn phí phần dự án miễn phí phần thưởng token nha. Ngoài ra nếu các bạn chú ý cái cột bên cánh tay phải là những cái dự án Adrop bằng Việt mà sắp kết thúc. Các bạn có thể vào đây ra lại những cái dự án nào thì chưa tham gia thì hãy tham gia nha. Các bạn nhấn vào đây nhận token thì nó sẽ tự ra cái web để mình nhận đó. Đây đây, chương ăn chương trình Adrop nó sẽ kết thúc vào là 31 ngày đây. Thì các bạn nhấp vào yêu cầu đây và các con chắc của nó ở đây, ở đây nhé. Các bạn nhấp đây con chắc đây để các bạn vào làm và nhấp vào chắc đây để giá dòng ví MetaMask hỗ trợ chút là nữa các bạn nhé. Đây là cột những cái dự án sắp kết thúc phần nhất. Để các bạn có chưa tham gia thì hãy vào đây để tham gia nhé. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 100 triệu đồng token PSL. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamadrop.net để phần nhập những dự án đến khi thực hiện rất là mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn, giao dịch các sàn như Binance, Metalo, MIC, OKX, Kobe và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.